Tiếp tục sẽ là thông tin dự báo thời tiết. Hai ngày nay thời tiết Hà Nội nóng hẳn lên, không biết là đợt nóng này thì có gay gắt không ạ? Xin mời chị Hương Liên. Vâng, giữa tháng 8 rồi nên nắng nóng ở miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội không gay gắt và không kéo dài. Ngay trong đợt này, dự báo thủ đô Hà Nội nhiệt độ còn cao 35 độ trong 2 ngày tới. Sau đó đến cuối tuần thì nhiệt độ giảm dần do xuất hiện mưa dông. Buổi trưa những ngày cuối tuần này thì nhiệt độ chỉ khoảng 32 đến 33 độ. Mưa có thể xảy ra ngắt quãng trong ngày, có thể kèm theo dông. Trở lại diễn biến thời tiết trong đêm nay, dự báo Hà Nội ít khả năng có mưa, trời tạnh ráo, mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất ở các quận huyện khoảng 27 độ. Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh, khả năng còn mưa trong buổi tối nay. Mưa rào bất chợt và rất nhanh, sau 9-10 giờ tối trở đi thì trời tạnh ráo hẳn, không khí thoáng mát và nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 25-26 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.